Xôn xao, danh tính cô gái Trung Quốc BTS ôm ấp ở nhà riêng, chàng còn đưa nàng tới ủng hộ chị dâu Jennie. Vào ngày 30 tháng 9, một đoạn video được cho là Trung Quốc nhóm BTS ôm ấp bạn gái tại nhà riêng đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Từ đây, Mỹ Nam sinh năm 1997, dính nghi vấn yêu đương bí mật. Đến ngày 10 tháng 10, một netizen cho biết đã tìm ra được danh tính người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip nghi Trung Quốc thân mật bạn gái. Cụ thể, người này khẳng định nữ chính trong video nói trên là Nicole Kim, hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Chưa hết, Thánh Soi còn tung ra loạt ảnh bằng chứng cho thấy Trung Quốc và Nicole Kim đang hẹn hò với nhau. Tuy nhiên, những bằng chứng này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ thành viên BTS. Thánh Soi phát hiện ra Nicole Kim hai lần diện trang phục giống với các vũ công trong MV 3D của Trung Quốc. Đáng nói, hình ảnh Nicole Kim xuất hiện vào hôm 24 tháng 9 và 30 tháng 7. Trong khi đó, MV của Trung Quốc được phát hành vào ngày 30 tháng 9. Từ đây, người đăng tải bằng chứng khẳng định em út BTS đã lấy cảm hứng từ bạn gái tin đồn để thực hiện MV mới. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhấn mạnh rằng đây chỉ là sự trùng hợp, bởi kiểu phối đồ như vậy cũng khá phổ biến. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhớ đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV Entertainment để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.